Sau khi xong thì nó sẽ hiện ra như thế này, và mình sẽ ấn vào cái phần container này để xem là mình có bất kỳ container nào không, thì hiện tại là không nhé. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ quay lại cái bài hướng dẫn nhé. Mình sẽ cài cái phần sorry, cài cái phần đây lên trên này. Mình sẽ kết nối với cả là cái sorry mọi người, mình quên mất đây. Mình sẽ copy cái dòng này. Đây mọi người copy cái dòng này nhé. Mình đều để link đến các em cả. Mình copy. Tuy nhiên mình sẽ cần sửa một chút với cái phần phần phòng này đấy. Thì mọi người ấn vào đây, mọi người copy nó. Tuy nhiên mọi người xóa cái dòng cuối này đi nhé. Mình sẽ để nó là MS SQL ấy. Mình kéo server như này. Ok. Thì mình sẽ ấn done nhé. Ok. Thì sau khi ấn xong thì mình sẽ chờ một chút. Bởi vì là mình đã cài đặt cái những cái package của nó trước đấy rồi, cho nên là cái phần này thì nó diễn ra rất là nhanh. Đấy. Còn với các bạn thì các bạn hãy chờ đợi một chút, có thể mất đến 4-5 phút đấy, thì mới cài đặt xong. Thì sau khi cài đặt xong thì ở trên Docker nó sẽ hiện cái phần này, Docker container thì nó sẽ hiện như này. Đây. Như này. Thì mọi người ấn vào cái nút này để mình start. Ok. Sau khi ấn start thì nó hiện running đúng không? Nhưng mà một hồ vài giây thì nó assisted, thì mình đã không biết vấn đề ở đâu, lỗi của nó là gì. Thì mình sẽ bấm vào thẳng vào nó thì nó bảo là mình đang chạy ở quyền non-root by default này. Mình sẽ chạy ở phần quyền non-root này. Nó bảo là mình nên accept cái này. Tuy nhiên mình cũng đã accept rồi đúng không? Mọi người thấy không? Accept cái EULA này, thấy không? Thì vấn đề ở đâu thì nó cũng cho mình đến cái những cái đường link, thì mình sẽ truy cập vào, mình sẽ tìm hiểu xem nhé. Copy cái này, mình sẽ cùng tìm hiểu xem là vấn đề đang ở đâu. Thì ok, mình sẽ bấm vào đây. Ở đây thì nó có cái phần deploy và connect cái SQL server Docker container với cả Data Studio đúng không? Đấy, mình chọn cái phần CMD nhé. Mình kéo xuống thì mình có đây, mình ở đây mình có một cái video liên quan đến kết nối với nó như thế nào. Các cái phần liên quan đến cho password này. SQL CMD. Đây, CMD của mình ở đây. To inside Docker bash. Mình sẽ tìm xem là mình sẽ kết nối nó như thế nào. Ở đây là nó đã run rồi, nó đã run rồi. Pull và run cái container này rồi, thì khả năng mình sẽ thử xem cái video này nói gì. Let's get Ok. to it. One of Ok, our đây biggest feature nó đều areas hướng in dẫn this mình feature cái phần at the liên quan đến runtime chạy use như again này as soon as the config command, này. which will pull down Ok, a đây mọi người thấy không? Đây. Mình sẽ kiểm tra xem là cái dòng này của người ta thì có chạy giống mình, mặc dù là người ta chạy trên Mac OS nhưng mà cơ bản thì cái phần terminal này mình nghĩ là sẽ giống nhau. Đây, người ta sẽ đặt password như này, thì cái phần mà mình đặt password cho cái phần Data Studio cũng sẽ tương tự như vậy. Bằng y a ok, xem người SQL ta chạy Server như này. 2019 container Mình là bằng image một, người ta from bằng our y đúng Microsoft Container Registry and start the container. Right, so người ta có here thêm you'll một cái notice bằng that I dòng have là 2019.us two đây. environment variables. One of them is to accept the EULA and the other one is to set the async password. So this is Y the với cả một thì same nó as giống nhau thôi. this is the same Y chính as là SQL yes, Server một 2017 cũng container là images yes, when you use the còn event. không chính là false. Then we have a port mapping which maps the Ok, container external mình port sẽ back xem to người ta the chạy kernel một port. chút, sau đấy mình sẽ And third, we're quay going to lại để specify the container check lại name, xem which là is mình in đã this case SQL1. chạy lại And thử last một but lần not là phòng least, mình I will chưa. specify the container image that I want to Name. run. And in this case, it's Mình going to be sẽ xong thời gian SQL Server mình chờ, mình 2019 sẽ images. With cùng that, let's xem run it. cái phần terminal của So mình sẽ như nào. in this video, I already had the container Run pre-downloaded. Docker run này. And you can see that it has started up. So if I do a Mình Docker có chưa ps, y. I can see that this container is already spun up. So what I just did was equivalent Từ Docker to a download install, ps right? Which you would have done it on another system. mình không hiện gì cả. So from here on end, you Docker can APS use mình không it hiện gì. like you would with any other Thì chứng tỏ mình chưa chạy SQL chạy thành Server công đúng không? instance. So I'm going to go ahead and connect to this Password instance with p Azure Data Studio. vốn So I'm going to put SQL localhost, as this is on my local machine. Use it like you would. mình sẽ thử xem nhé. Trừ name này, trừ SQL1, người ta là SQL1 của mình là SQL Edge.
Đấy là cái tên thôi, cái tên mình đặt cho con container. Nó không vấn vấn đề gì cả. Cái name của mình ở trong kia là container đấy. Tên của container thì không có vấn đề gì. Microsoft.com, MySQL server, khả năng là mình sẽ thử sửa lại cái tên nhé. Đây. Server mình sẽ SQL này là SQL suffix nhé. SQL fix này. Mình sẽ thêm cái dòng là 2019 đúng không? 2019 trừ last test. Ok. Unable to find image. And download newer image. Ok. Hệ thống đã tự download cho mình một cái mới hơn. Mình sẽ back lại cái Docker đây, mình sẽ back lại. Đây, cái fix của mình đây. Còn đây là cái edge của mình sẽ xóa cái edge này đi này. Mình sẽ thử chạy cái fix này. Hiện tại thì nó cũng đang running một chút, sau đấy nó sẽ exit. Thấy không? Mọi người thấy không? Có vẻ như nó vẫn gặp cái vấn đề tương tự. Xem nào. Setting Accept ULA. Mình sẽ chạy mình sẽ thử chạy y chang như ở trong video nhé. Đây, mình chạy lại. Mình xóa hết để sorry. Mình sẽ password thì không sao. À đây. Mình sẽ để là SA thôi. Cho cái này cũng không khác bao nhiêu. Mình xóa cái này đi. Mình chỉ còn run nữa. Run trừ e này accept bằng trừ e phát nữa trừ p 1433 cộng 1433 nên là SQL fix. Mình sẽ chọn lại name là SQL 007 trừ d. Đây, vẫn tương tự Microsoft MySQL Server 2019 last test. Ok. Rồi. Mình sẽ enter lại nữa. Nó vẫn báo là nó sẽ download một cái. Ok, nó xong rồi. Back lại, mình sẽ xóa cái này đi. Đây, 007 đây, nó vẫn gặp tình trạng tương tự. Mình sẽ thử running, cố gắng running cái này nhé. Mình sẽ để là SA này. Cái này khẩu giống cái kia localhost. Mình sẽ running trong thời gian chờ running mình sẽ chặn lại kết nối cái này. Connection successful public server nhưng mà có một lỗi xảy ra trong quá trình pre-login handshake. Mình sẽ copy cái chỗ này và thử tìm hiểu xem là nó đang gặp vấn đề ở đâu. Connection đây. Mình sẽ vào xem luôn. Bởi vì là Microsoft Data SQL add cái này vào true. Connect core Microsoft Data SQL. Trước khi mà mình xét cái lỗi này thì mình sẽ xét cái lỗi của container Docker hơn. Đây. Use đây mình sẽ chọn y chang như này luôn, Docker luôn. Đây mình sẽ chọn Docker luôn. Mình sẽ chọn là Docker, mình search từ khóa Docker theo cái dòng này vào. Đây, you can access. Mình sẽ bấm vào cái link đầu tiên là Stack Overflow xem người ta nói gì nhé. Đây mọi người thấy không? Cái link người ta cũng sẽ gặp lỗi tương tự như mình này. Kết nối Azure Server không được này. Người ta cũng xem log cho mình. Ở đây có inspect, mình cũng muốn xem inspect. Inspect của mình có đúng không? Đúng mà nhỉ? SIY. Yes. SIPETROS. Người ta cũng là giống mình thôi. Mình sẽ xem là người ta xử lý lỗi như thế nào. Start không có gì. How you check the documentary documentation connect outside container? Ok, mình sẽ vào cái link này.
Ở đây có một cái phần liên quan đến ở đây đây mình sẽ copy cái này nhé, mình sẽ thử copy cái này. À ok, ở đây có một phần là người ta sẽ fix cái dấu ngoặc nháy thay vì dấu ngoặc đơn. Đây hiện tại thì mình đang sử dụng dấu ngoặc nháy ngoặc đơn nhỉ, mình đang sử dụng ngoặc đơn đúng không? Ok, thế thì mình sẽ fix tất cả những cái phần liên quan đến dấu ngoặc đơn nhé. Đây một cái, đây kết kết thúc ở đây rồi, đây nữa. Ok thử nhá. Ok rồi mình chạy lại nhá. Vẫn là 007. À sorry, cái 007 bị lặp rồi nên là mình sẽ xóa cái 007 hiện tại đi. Rồi bây giờ chạy lại nhá. Ok running rồi, running rồi, hy vọng là không exit. Ok không exit nhá, mình sẽ kết nối lại nhé, connect lại này. Ok, successful, một cái lỗi rất là căn bản đúng không? Giống ngoặc đơn và giống ngoặc nháy. Ok. Rồi, vậy là xong đúng không? Ngoài ra thì sau khi mà mình đã kết nối xong thì ok, đấy đấy là một vài những kỹ năng mọi người có thể tự search ở trên Google nhé. Ok, thế thì mình sẽ đây, sau khi mà xong rồi thì đây nó hiện lên như này, như trang rồi. Ngoài ra mọi người có thể tìm thêm cách là mình import các cái file CSV vào Excel server nhé, ở cái link mà mình cho ở dưới. Riêng cái phần này này thì nó có thay đổi một cái phần domain một tí ở cái phần này, thì mình cũng đã để lại ở cái dưới cái phần bình luận cho các bạn để các bạn có thể là tiện copy hơn. Ok ở đây thì đáng lẽ là nên để cái phần ngoặc đơn mình ngoặc kép mình cũng sẽ để ở dưới cái phần mô tả nhé. Thank you các bạn.